Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Điều DA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chi group của dự án Power Show. Tham gia dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút Start chat dashboard. Tiếp theo các bạn ấn nút cho group, lần lượt cho vào group Telegram. Ấn vào nút Connect here to proper. Chọn Telegram channel để do vào kênh Telegram channel. Chọn Twitter. Follow Twitter. Copy your name, Paul Pacho. Nay chọn Lotus, thêm your name vào phần comment và nút twist. Join vào kênh channel, Arop. Mở Twitter, Arop Stan. Follow Twitter. Mở phần profile. Một lát nữa chúng ta, ở đây chúng ta sẽ retweet lại cái bài đăng này nữa. Ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ copy phần địa chỉ ví MetaMask hoặc ví Chocolate. Ấn nút đăng ký ở đây, chọn Game Pass, chọn tay cầm này, nó gọi là Game Pass, thì chọn tay cầm. Điền email, điền địa chỉ ví chúng ta vừa copy, paste. Twitter link chúng ta lấy phần profile link. Để làm lại bước này nhé. Rồi, ta lấy phần profile link này. Paste phần profile link phía dưới này này. Retweet link, ấn vào tweet ID. Kéo dưới này, kéo dưới tiếp này, chọn phần thời gian bài đăng có gắn username của Paul Pacho. Ok, biết đây, chọn I ever join, chọn I ever join, mở join vào group thứ ba. Rồi sau khi join thì các bạn ấn don, ở đây mình đã join rồi nhé. Ta sẽ copy phần link dev này nếu như anh em muốn giới thiệu người dùng để các bạn có thể nhận thêm phần thưởng. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với channel group của dán Paul Pacho. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.